Vâng, hello, xin chào anh em nhé. Xin chào cả nhà lại quay lại kênh bán iPhone của em hôm nay nhé. Hôm nay em về mấy dòng iPhone giá rẻ thì loanh quanh mấy trăm nghìn này, hơn 1 triệu này, hơn 2 triệu này. Đấy, có thêm hai cây 11 Pro Max nữa mọi người nhé, bản 256 GB. Đó, ba mọi người lấy máy nào thì mọi người cứ gọi điện trực tiếp qua số điện thoại cho em hoặc là nhắn tin qua số Zalo cho em mọi người nhé. Hôm nay em về đây cũng được khá là nhiều, mấy chục cây luôn. Đây, con đầu tiên này là một con máy Mano mọi người nhé. Con này là con máy Mano thì em dùng để test máy cho mọi người này. Đó. Đầu tiên thì đó xem nào. Đầu tiên em sẽ lên cho mọi người hai cây iPhone 11 Pro Max nhé. Hai cây này thì đều là bản 256 GB mọi người nhé. Đấy, ngoại hình của nó thì cũng có chóc sơn. Nhưng mà được cái là màn zin và bên zin. Đấy, rất là ok luôn. Một cây 8 triệu 3, một cây 8 triệu rưỡi nhé. Bản 256 GB mọi người nhé. Đây này. Rất là ok luôn này. Đây nhá, mọi người nhìn này, hai cây này. Đó, màn zin và màn nâu nó khác nhau hoàn toàn nha. Màn zin nhìn qua camera nó sẽ có màu hồng hồng mọi người nhé. Nhưng mà thực tế bên ngoài nó thì màu nó khá là đẹp. Còn bên trong camera thì nó sẽ có cái màu hồng hồng. Giới thiệu về máy này, bản 256 GB nhá. Đó. Không giới hạn SIM mọi người này. Con này thì nắp được hai SIM mọi người nha, một eSIM và một SIM máy LLA. Con này là màu xanh là giá 8 triệu 3 mọi người nhá. 8 triệu 3 cho em nhá. Đấy, pin 100% này. Màn rất là đẹp luôn mọi người nhìn này. Màn rất là đẹp luôn nhá, màn zin đẹp luôn nhá. Đó. Không lỗi lầm gì cả đâu nhá. Bắt đầu lấy mọi người cứ alo gọi điện trực tiếp cho em này. Một cây 8 triệu 3 này. Tiếp theo một cây này nữa thì nó ngoại hình nó đẹp hơn một chút thì là 8 triệu 4 mọi người nhé. Đây này ngoại hình này. 8 triệu rưỡi. Em nhầm mất. Đấy cây 8 triệu rưỡi nhé. Đấy mặt trước mặt sau đều rất là ok, rất là đẹp luôn nhé. Đây nhá. Mọi người nhìn màn ok chưa? Đây, cài đặt chung giới thiệu rồi. Con này cũng bản LLA bản 256 GB không không giới hạn SIM cho em này. Giá của con này là 8 triệu rưỡi mọi người nhá. Đó, camera trước sau đều ok hết nhé. 8 triệu rưỡi bao lấy được thì cứ alo cho em nhá. Đây. Mọi người xem còn cả chu tông luôn này đó, còn chu tông luôn màn đây đấy mọi người nhìn đi, hai cái màn nó khác hoàn toàn nhau luôn nhé. 8 triệu rưỡi nhé, bác nào lấy được thì alo nhắn tin gọi điện cho em nhé. Tiếp theo lên cho mọi người mấy cái mã máy cỏ này. Con này đầu tiên lên cho mọi người một con iPhone 6 nhé, iPhone 6 Plus bản 128 GB nhé. Đấy, con này cấu hình rất là cao, bản 128 GB này. Nắp SIM này. Con này thì là máy máy lốc mọi người nhá. Máy lốc cho em, nhưng mà con này ngoại hình đẹp quá. Ngoại hình cấu hình lại cao nữa. Bản 128 GB luôn cho bác nào lấy về mọi người ghép SIM và dùng nghe gọi. Nghe gọi thì phải ghép SIM mọi người nhá. Lưu trữ thì thoải mái luôn. Tại vì nó bản 128 GB mà. Đấy, màn zin nhá. Màn zin đẹp nhé. Pin con này thì 99% mọi người này. Đó, màn biết kiểu rất là ok luôn. Màn zin thì mua về sử dụng giá một một củ mọi người nhé, 1 triệu thôi. Tại vì con này bản 128 GB mọi người nhé, bản cấu hình rất là cao 128 GB, giá 1 triệu cho em này. Nên mọi người tiếp theo nên mọi người đây nhá, bốn cây iPhone SE mọi người nhé. iPhone SE này. Đây có một cây này nó xấu hơn này. Đấy, một cây này nó xấu này, còn ba cây thì nó cũng tương đối. Có ba cây bản 64 mọi người nhé. Ba cây bản 64 và một cây là bản 128 GB. Đấy, nhiều cây này bản 128 GB này. Đấy, ngoại hình thì cũng tương đối là đẹp nhá, có trầy nhẹ thôi. 128 GB thì bắt đầu lấy đấy mọi người 1.550.000 nhá. 128 GB 1.550.000. Còn ba cây này cây xấu thì 1.3 triệu. Cây xấu này cây cây trầy này này, cây trầy này 1 triệu 3 này. Đấy,
SE thì mọi người vẫn lắp sim nghe gọi bình thường, tải ứng dụng bình thường mọi người nhé. Hai cây này thì là 1.450.000 mọi người nhé. Đấy, SE 2020, ngoại hình rất là ok, full chức năng nhé mọi người nhé. Kể cả vân tay cũng còn luôn nhé, không có lỗi gì cả. Màn thì màn zin, vân tay còn luôn. Tất cả máy ở đây thì đều ok hết, cả vân tay mọi người nhé. Đây này, đấy, thêm dấu vân tay này, thoải mái hết mọi người nhé. Hai cây này bản 64 nhé, hai cây này bản 64 hết này. Đấy, ví dụ như con này pin 76 thì mọi người mua thì em sẽ thay pin cho mọi người nhé. Con này pin 84 thì để nguyên. Đấy, như con này pin 84 cũng thế, để nguyên. Còn con nào pin thấp như pin 76 thì em sẽ thay cho mọi người pin mới nhé. Đấy, SE 2020. Đấy, SE 2016 mọi người nhá. 1 triệu 3 đến 1 triệu rưỡi, 1 triệu 550 nghìn. Rồi tiếp theo lên mọi người hai cây, ba cây SE này nhá. Ba cây này thì ba cây SE bản 64 hết mọi người nhá. Đấy, pin thì 87, 82 và 84. Pin này thì là pin zin, em không có tháo ra để kích pin hay gì đâu mọi người nhá. Pin chuẩn của nó đấy. Đây ngoại hình rất là đẹp luôn này. Giá là 2 triệu 700 nghìn một cây này. SE 2020 thì cấu hình chip của nó là ngang với iPhone 11 Pro Max mọi người nhé, ngang với iPhone 11. Nói chung là cấu hình của con SE thì cực kỳ là cao mọi người nhé. Nói ngoại hình ba con rất là đẹp luôn, ba con đều là 64 hết nhé. Đây mặt lưng này, rất ok luôn này. Đấy, đấy bao lấy được thì mọi người nhắn cho em nhé. 1 triệu 7 à, 2 triệu 7 một cây mọi người nhé. Ba cây SE bản 64, máy quốc tế nhé mọi người nhé, quốc tế không lốc gì cả, full chức năng đầy đủ hết nhé. Cam kết là màn zin cho mọi người này, màn zin bên zin đó, đây nhá, màn rất là ok, rất là đẹp. Đây mọi người đúng thấy không, màn zin đẹp đúng không, màn zin và màn nô nó rất là khác nhau nhá. Đấy, và vân tay kiểu thì đầy đủ luôn. Đây, thêm dấu vân tay này, thoải mái cho em này. Đấy, mọi người muốn test riêng cây nào thì mọi người có thể nhắn tin qua hoặc gọi điện qua thì em cũng có thể test riêng, làm video test riêng máy cho mọi người để mọi người mua cho nó yên tâm. Còn hôm nay nó cũng khá là nhiều thì em không test được từng máy mọi người nhé. Có hai cây màu đen, một cây màu đỏ, giá là 2 triệu 700 nghìn một cây. Đấy, tiếp theo lên cho mọi người nhé, ba cây iPhone 7 Plus mọi người nhé. Ba cây iPhone 7 Plus, một cây, hai cây bản 32 mọi người nhé. Hai cây bản 32GB này, một cây bản 128 này. Đấy, con 128 này, con 32 này, hai cây 32, một cây bản 128. Đây ba cây đây, màn với kiểu điều rất ok luôn nhá, màn zin hết mọi người nhá. Đấy, cực kỳ là ngon luôn này đó, và một vân tay kiểu đầy đủ luôn, cảm ứng các thứ ngon. Đây con này 128 nhưng mà nó bị lứt kính một ít này, lứt kính một ít này đó, nhưng mà không đáng kể. Nói chung là em để luôn kính zin cho mọi người dùng, không thay nữa. Ví dụ con nào mà pin kém thì có thể thay pin thôi, còn còn những cái bình những cái khác thì thôi không thay. Đó, rất ok mọi người nhé. Hai cây này thì giá là 2 triệu 2 mọi người nhé, 2 triệu 2 một cây này. Cây 128 này thì là 2 triệu 4 mọi người nhé, 128 này 2 triệu 4. Còn là 32 là 2 triệu 2, 2 triệu 2 với 2 triệu 4 mọi người nhé. Bắt đầu lấy được mọi người nhắn em. Máy vẫn zin và không lỗi vặt mọi người nhé, không lỗi gì cả, đủ chức năng cho anh em nhé. Tiếp theo cho mọi người là mọi người sáu, một dàn 6S này, 6S 64 hết mọi người nhé. Đây 6S 64GB hết, máy rất là ok luôn nhá. Đấy 6S 64GB này, mọi người nhìn chất lượng rất là ok luôn này, 6S 64GB nhá. 6S 64GB thì giá của nó đang để là 1 triệu 350 nghìn mọi người nhé. Đấy 1 triệu 4 ấy, tại vì đợt này nhập nó cũng khá là ấy, khá là cao. 1 triệu 380 nghìn đi, 6S 64GB nhá, 1 triệu 380 nghìn cho mọi người này về sử dụng là 64GB nhá, đầy đủ chức năng, full chức năng luôn nhá. Đây em mọi người nhìn này, máy màn đẹp, pin ngon nhá. Đấy con nào pin mà dưới á, ví dụ như con này này pin 81 này, 86 này, con này 128 này, 6S 128 là 4 triệu rưỡi này, 1 triệu 400 này, 1 triệu 450 nghìn này, đấy. Có một con 128 thôi, còn đâu 64S. Đấy, bắt đầu lấy được, mọi người cứ nhắn cho em nhé. Giá cực kỳ là hợp lý rồi, 1 triệu 380 nghìn. Đây tiếp theo lên mọi người này. Đây là 6S bản 16GB mọi người nhé, bản 16GB. Đấy, có một con nó bị
Có một con này màn đẹp nhưng mà nó bị trầy ra này, giá 1 triệu tròn mọi người nhá. Con này giá 1 triệu tròn cho anh em này. Còn lại mấy con này thì 1,2 triệu này, ngoại hình đẹp như này này. Đấy, ngoại hình đẹp long lanh luôn nhá, giá 1,2 triệu. Còn cái con mà bị xấu cái thì giá 1 triệu tròn. Mọi người thấy một con xấu ở giữa đấy. Màu vàng gold hết nhá, giá 1,2 triệu cho anh em nhá. Đấy, một cây xấu ở giữa là giá 1 triệu. Còn đâu là những cây đẹp này giá là 1,2 triệu một cây. Màn zin cho anh em nhá. Đấy, rất là ok luôn, đầy đủ chức năng kẻ vân tay luôn các bác nhá, kẻ vân tay luôn. Con này nét căng luôn, màu đen này, 1,3 triệu này, iPhone 6s bản 32 GB này, pin 100 luôn này. Đấy, rất ok luôn mọi người. Nếu mọi người thắc mắc, mọi người còn vấn đề gì thì mọi người cứ alo cho em sẽ test ba u tun cho mọi người luôn. Con này thì quá là xuất sắc luôn này, như máy mới. Con này chắc là máy tồn kho hay sao ấy mọi người ạ, chắc là máy tồn kho hay sao ấy, nó đẹp lắm, long lanh luôn, pin 100. Đấy, mọi người cần thì em test bao tool cho mọi người luôn, cho mọi người yên tâm. Máy đủ hết chức năng nhé, kể cả camera, vân tay. Giá 1,3 triệu, 6S siêu phẩm 1,3 triệu. Đây là con 7G bản 32 mọi người nhé, 7G bản 32 GB, giá là 1,550,000 nhé. Đấy, 7G bản 32 GB, pin 81, 86 này, 88 này. Con 72 này thì em sẽ thay pin cho mọi người này, giá 1,550,000 mọi người nhé. Con thay pin thì vẫn giá vậy thôi, vẫn là 1,550,000, không không lấy hơn mọi người nhé. Có sạc đi theo rồi các bác nhé, có máy này thì đều có sạc đi theo hết rồi, có sạc đi theo cho em. Sạc mọi người thích lấy sạc sạc nhanh thì có sạc nhanh, còn thích lấy sạc zin thì có sạc zin luôn nhé. Đây màn toàn đây mọi người nhé, lấy con ngẫu nhiên cho mọi người xem này. Đây nếu con ngẫu nhiên cho mọi người xem, nó cũng là màn zin, không có con nào màn nô ở đây cả nha mọi người nhé. Đấy, 100% màn zin luôn, 100% màn zin và đầy đủ cả vân tay, không thiếu vân tay, không thiếu cái gì cả. Đây vân tay đây, máy quốc tế hết nhá. Đấy, nói chung là vân tay ok ngon, máy quốc tế nắp sim là dùng thôi. Đây đấy, vân tay đầy đủ, nắp sim là dùng thôi, không không lỗi lầm gì cả đâu nhá. Nhưng con này thì đây này mọi người xem này, máy quốc tế là nó không giới hạn sim này. Đó, 4 cây, có 4 cây 7G thôi. Giá 1,550,000 nhá. 1,550,000. Tiếp theo lên cho mọi người này. À, chỗ này là 7G 128 GB mọi người nhá, là 1,750,000 nhá. 7G 128 GB mà ngoại hình rất là ok, rất là đẹp như này mọi người này. 1,750,000 một cây, có sạc rồi nhá. Đấy. Đây bản 128, pin 82, 86, 79, 82 này, con nào dưới 80 thì em thay cho mọi người nhá. Đây màn zin hết mọi người nhá, màn zin hết, màu mặt trắng mặt đen rất là ok luôn đúng không. Đó, 1,750 này, tiếp tục một cây này nữa nhá. Vẫn là đây vẫn là 7G mọi người nhá. Này ngoại hình này mọi người nhìn, 7G này, 7G nó có hai loại mọi người nhé. Một loại đây, một loại là cái lưng kiểu lưng kính như này này đấy, một loại là lưng nhám này, đều 128 GB hết nhé, giá như nhau thôi, 1,750,000. Con nào pin dưới 80 thì em sẽ thay, còn pin trên 80, pin zin trên 80 thì cứ để vậy dùng thôi. Ở đây toàn máy zin hết mọi người nhé, đa phần là toàn máy zin. Đương nhiên là mua nhiều như này thì cũng có những máy sửa thì em không kiểm tra được, nhưng mà đa số là máy zin hết mọi người nhé. Đấy, mọi người cần thì em có thể test check cho mọi người. Đây nhá, ví dụ như con này đúng không, đây mọi người nhìn này, màn zin cực kỳ chuẩn luôn nhá. Đấy mọi người nhìn này, so cho mọi người xem luôn, có ai bán hàng như em đâu. Đấy 7G này, bản GA này, 128 GB này, cái điều quan trọng nhất là nó không giới hạn sim mọi người nhá, không có máy nốc. Máy nốc chỉ có duy nhất một con 6P 128 kia là máy nốc thôi nhá, còn lại là máy quốc tế hết nhá, tất cả là máy quốc tế. Đấy, camera trước sau này, camera còn bọn này thì vẫn ok, vẫn đẹp cho em nhé. 7G 128 GB thì cho mọi người lưu trữ thoải mái luôn, giá là 1,750,000. Tiếp theo lên ba con này thì đúng là thanh lý rồi, ba con này vừa xấu vừa xa. Đây là con 6S này, pin 83 mọi người nhá, bản 16 GB nhá. Đây ngoại hình nó rất là xấu này, đấy mọi người thấy không, xấu chưa. Con này bán cho mọi người vài trăm nghìn thôi, 6S. Đây nhá mọi người nhá, con này nó có một cái khuyết điểm ở đây này.
màn zin mọi người nhá. Đây có một cái vạch mực ở đây nhá, đây mọi người nhìn cái này, màn zin này đúng không đấy, màn zin nhưng mà có một cái vạch mực ở đây và lướt 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 kính ở đây một tí này đấy. Bác nào lấy để cho mọi người giá 850.000 nhá, 6S nhá, nó vẫn zin mọi người nhá, nó vẫn zin nhá, nó chưa có thay thế sửa chữa cái gì đâu, nhưng mà nói chung là cái con này để mà dùng thì vẫn ngon, cảm ứng kiểu ngon lắm đây nhá, nó một tí ở đấy thôi, nó chả ảnh hưởng ngoại hình, nó xấu thì mọi người dùng ốp mà đó, cam trước cam sau sim vẫn nắp ngon, vẫn nắp sim được luôn đấy, 850 này, có một con này thôi. Dung lượng là nói chung là con này lấy về cho mọi người sử dụng các công việc cơ bản, nghe gọi, xem YouTube các kiểu, ok mọi người nhá. Đây này, con này sim chưa mở sim. Con này nó là cũng là máy máy nốc chưa mở sim mọi người nhá. 850 thì em sẽ mở sim sau. Đây con này mực ở đây mọi người này, con này ngoại hình nó đẹp, nó mực đây này. Đấy con này thì 750 nhá. 750 nó vẫn cảm ứng kiểu vẫn ok ngon, camera đầy đủ nhá. Đây này. Đấy, camera đầy đủ luôn. Đấy, camera đầy đủ cảm ứng vẫn ok hết nhá. Đây mọi người nhá, camera qua cả chỗ này luôn này, đấy rất ok luôn nhá. Nó có nhẹ nhẹ một tí đó. 750.000 thì bác nào lấy này. Đấy 750.000, 6S mọi người nhá, 6S bản 16 GB. Pin năng 78% này, 750 này. Đây tiếp tục một con này nữa nhá. Con này thì đây mọi người xem này, bị mực này. Đấy, con này cũng bị mực ở đây nhá. Thì cũng là bác nào lấy để luôn cho mọi người 750.000 này. Đấy mọi người thấy không? 750.000 nhá. Con này pin 86, con này pin khá là cao luôn. Mua về sẵn dùng 750. Con này thì nó cũng một ít thôi. Thế con này 800 đi nhá. Con này lấy mọi người 800 đi. Về cũng chỉ nắp sim là dùng mọi người ạ, không không cần làm gì thêm đâu. Đây này, không giới hạn sim này. Thì con này 750 thế nhá. Về mọi người nghe gọi lướt web xem, lướt web các kiểu thì cũng bình thường thôi, không có vấn đề gì cả đâu. Cũng lắp sim được cái, có mỗi con 850 kia thì nó đây nhá, không giới hạn sim này, là máy lốc thôi. Máy lốc thì nó lại quá sim. Đấy, thì em xin phép mọi người là sẽ kết thúc video ở đây mọi người nha. Bắt đầu lấy được máy nào thì mọi người nhắn tin, mọi người gọi điện qua cho em nhá. Đấy, em xin phép mọi người là sẽ kết thúc video ở đây ạ. Mấy con này tuy là mực nhưng mà màn zin mọi người nhá. Tuy là mực nhưng mà nó là màn zin.